5 rưỡi. Cái chỗ cái đám khói đó là chỗ đó tháp chàm đó, tháp chàm Posanu á, thấy không, khói là bên dưới này, còn cái trên đỉnh núi, trên đỉnh đồi kìa. Trời lên rồi. Đúng rồi. Tao rau á, tao rau bán gì á. Ơi. Người ta chưa khai trương. Người ta chưa khai trương. Không. Hả? Chứ cái là 11 à, có cái ngoài này thôi. Còn mấy tầng khác không có là sao? Ừ, chỉ có tầng 11 mới có cái dãy này. Mới có cái mặt bằng này. Còn trên sân thượng mới có cái trống nữa. Cái trống là cái gì? Cái trống, cái mặt bằng trống như vậy nè, trên sân thượng nó ngày hôm qua con coi đó, nhớ không? Sắp lên rồi đó. Đó được rồi đó. Nó lên, nó lông, lông lên, nó lông. Lúc lên nó lông. Thấy không con? Mặt trời lên rồi đó. Đó lên rồi đó. Quá đẹp luôn.
Linh lẹ quá ha. Thấy chưa đó, linh lẹ ghê đó, thấy không? Ồ, mới đây lên nửa cái rồi đó. Rất là nhanh. Sáng rực luôn. Càng lúc càng cao mà. Ở trên kia có chiếc máy bay đang bay kìa. Sao phim lần rồi? Mấy phim ấy tìm kỹ xảo đó, không có thiệt đâu. Không có thiệt đâu. Cao lắm rồi đó, lên được nguyên nguyên cái rồi. Tròn rồi đó. Đang lên đó không? Gần 6 giờ. Bị đám mây che rồi đúng không? Không phải xuyên qua đám mây đó nữa đó. Bị đám mây che và che và làm phân nửa rồi đó. Hả? Sao?
thiệt ra đó mà tao nghĩ là cứ đi giày cho bay tiếp đi. Năm giờ. Rồi xong rồi. Sáng lắm rồi, hết bình minh rồi. Nắng lên cao rồi. Nó có nắng rồi đó, thấy không? Hả? Bây giờ nắng sáng rồi. Bây giờ là nắng chói chang rồi đó. Bây giờ mình qua mình nhìn bên kia kìa, bên kia có cái khung cảnh là nắng nè. Rồi nhảy xuống rồi nhìn bên đây nè. Nắng rọi qua bên đây nè. Thấy mây kìa, mây trên núi nhiều quá kìa. Thấy con Long, mây trên núi kìa Long. Nhiều. Trời mọc nhiều chỗ, nhiều nơi rồi. Ở Nam Du nữa. Ở Nam Du 4 giờ mấy còn tối thui, ba với một nhóm mấy bác thợ nhiếp ảnh á. Đi chờ mặt trời mọc chụp hình. Mình phải đi trước, phải đi sớm để mình mới ngắm được, mình mới đón được. Người
bảo chị, không thấy tao bảo chị gì đâu. Cái này là cái tủ điện nè, nguyên cái hệ thống điện nè, thấy không? Nguyên hệ thống điện đó, trong đó có phát sóng wifi rồi luôn nữa. Ủa bộ, sao thấy cái thang máy trong đó? Không phải. Thang máy à? Có thang máy. Gì đúng rồi, là thang máy. Đúng rồi, nó gì đó là cái buồng thang máy. Máy đúng rồi. Chim bay quá ha. Tớ còn thấy một mình. Cái bãi biển đằng kia sóng vỗ kìa. Sóng nó có kè đá đó. Thấy không? Chỗ nhà thờ đó. Dạ, bây giờ con là phóng viên, con quay qua nha. Cái bồn tiểu kìa. Khang, đây nè. Này lâu quá. Yeah.